Hai đại tá Ukraine bị cáo buộc âm mưu ám sát ông Zelensky. Ukraine bắt hai đại tá an ninh với cáo buộc phối hợp với Nga và tham gia âm mưu ám sát nhiều quan chức cấp cao, trong đó có Tổng thống Zelensky. Thành viên lực lượng phản gián và cơ quan an ninh Ukraine SBU phá vỡ kế hoạch của cơ quan an ninh liên bang Nga FSB nhằm ám sát Tổng thống Ukraine cùng các quan chức, chỉ huy quân sự hàng đầu khác. SBU ngày 7 tháng 5 thông báo. Hai đại tá thuộc cục An ninh nhà nước Udio bị bắt với cáo buộc phối hợp với phía Nga và tham gia âm mưu nói trên. Udio là cơ quan chịu chỉ đạo từ quốc hội, có nhiệm vụ bảo vệ các cơ quan công quyền, cho quan chức và thân nhân cùng và các mục tiêu theo quy định. Theo SBU, Nga đang tìm kiếm những người thân cận với đội cận vệ của tổng thống Volodymyr Zelensky, những người có thể hạ sát hoặc bắt ông làm con tin. Ngoài tổng thống Zelensky, Đối phương còn lên kế hoạch ám sát thiếu tướng Vasimuluk, lãnh đạo SBU và trung tướng Kirill Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine, SBU cho biết. Các điệp viên được Nga tuyển mộ sẽ theo dõi hoạt động của quan chức Ukraine, sau đó báo tọa độ nơi những người này có mặt để Nga lên kế hoạch tập kích tên lửa theo SBU. Sau khi tên lửa đánh trúng mục tiêu, Nga sẽ cho máy bay không người lái tập kích hạ sát những người còn sống sót tại khu vực rồi phóng tên lửa khác nhằm xóa dấu vết đòn tấn công trước đó. Nga chưa bình luận về thông tin Ukraine đưa ra. Đây không phải lần đầu Ukraine tuyên bố phá âm mưu giám. Đây không phải lần đầu Ukraine tuyên bố phá âm mưu ám sát ông Zelensky. SBU vào tháng 8 năm ngoái thông báo bắt một phụ nữ bị cáo buộc thu thập thông tin tình báo về lịch trình thăm thành phố cảng miền Nam Mykolaiv của ông Zelensky nhằm giúp lực lượng Nga lên kế hoạch tập kích. Các công tố viên Ba Lan tháng trước thông báo một người đàn ông bị bắt với cáo buộc giúp đỡ, hỗ trợ đặc nhiệm Nga lập kế hoạch ám sát ông Zelensky. Người này bị nghi cung cấp thông tin về tình hình an ninh tại sân bay Dzerzhysiarka, đông nam Ba Lan, cơ sở và tổng thống Zelensky thường dùng trong các chuyến công su nước ngoài.